Việt Nam Mobile, ưu thế bất ngờ. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Mở đầu sẽ là những tin chính sẽ phát trong chương trình. Sáng 22 tháng 5, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung của dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam. Ngày 21 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO đã kết thúc tại thành phố Chicago của Mỹ và ra tuyên bố chung nhất trí về lộ trình rút quân ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, cũng như về tương lai của quốc gia Trung Nam Á này. Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và Iran đã hoan nghênh cuộc hội đàm về vấn đề hạt nhân của Iran giữa Tổng Giám đốc IAEA với giới chức Iran tại Tehran là sâu sắc và hết sức hữu ích. Ngày 21 tháng 5, Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới đã khai mạc khóa họp lần thứ 65 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 22 tháng 5, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Báo cáo của giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá do chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày, nêu rõ những điểm còn nhiều ý kiến khác nhau trong dự thảo luật về tính khả thi của các hành vi bị nghiêm cấm, việc thành lập quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, việc xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá. Về in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của dự thảo luật, đa số ý kiến thống nhất với quy định in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 50% diện tích của vỏ bao thuốc lá. Phương tiện thông tin truyền thông trong thời gian qua thì phải nói là đã hết sức là nhạy cảm, đã hết sức là tích cực trong cái việc tuyên truyền cho người dân thấy những cái tác hại của vệ sinh thực phẩm không có được bảo đảm, những dư lượng chất độc vân vân. Thế thì nếu như các phương tiện thông tin truyền thông mà cũng hăng hái như vậy, cũng có một cái chương trình định kỳ để mà tuyên truyền cái tác hại của thuốc lá, thì tôi nghĩ là sức khỏe của cộng đồng chúng ta sẽ tốt hơn. Về thành lập quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, nhiều đại biểu đồng tình với việc thành lập quỹ. Về nguồn hình thành quỹ, tôi thống nhất với phương án 2 của dự thảo luật, đó là cơ nguồn của quỹ gồm từ khoản đóng góp bắt buộc của các cơ sản xuất nhập khẩu thuốc lá tính bằng tỷ lệ phần trăm. 2. Nguồn tài trợ đóng góp tự nguyện của các cơ quan tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế. 3. Nguồn thu hợp pháp khác. Cũng trong buổi sáng, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá. Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền. Chuyển sang các thông tin khác, sáng ngày 22 tháng 5 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường cho biết, theo đề nghị của Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ đã có quyết định số 1820 ngày 31 tháng 10 năm 2011 về việc thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, viết tắt tiếng Anh là VOA. Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu và sử dụng sản phẩm nông nghiệp. Hiệp hội là địa chỉ tin cậy của các thành viên, hội viên có tâm huyết, tự nguyện tham gia vào ngôi nhà chung nhằm phấn đấu cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Sự ra đời của Hiệp hội sẽ góp phần tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người, duy trì giống nòi, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu toàn cầu, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội đã thông qua điều lệ tổ chức hoạt động Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 1 2012-2017 gồm 19 đồng chí, trong đó đồng chí Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được bầu làm chủ tịch. Đại hội cũng thông qua nghị quyết đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013. Theo đó, năm 2013 vẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng thành 3 đợt như các năm trước đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, năm học 2013 vẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng thành 3 đợt. Đợt 1 vào các ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 tháng 7 năm 2013. Đợt 2 vào các ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 7 năm 2013. Đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16 tháng 7 năm 2013. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012-2013 vào các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 6 năm 2013. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông cho năm học 2012-2013 trước ngày 31 tháng 7 năm 2013. Ngoài ra, theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương được phép tựu trường sớm nhất vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 2012 và muộn nhất vào ngày 28 tháng 8 năm 2012. Thực hiện quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng thí điểm mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp ở 12 tỉnh thành trong cả nước. Qua tổng kết thực hiện tại 4 tỉnh, có thể thấy mô hình này đã thực sự mang lại hiệu quả cho cả người nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Hải Dương là một trong 12 địa phương triển khai hai mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp thông qua hợp đồng hợp tác và nông. Mô hình này là một ví dụ. Chi phí sản xuất trên 1 triệu đồng thì doanh thu đạt trên 2 triệu đồng, tỷ lệ lãi so với đầu tư là 90,5%. Còn mô hình sản xuất cây mủa cho doanh thu bình quân 16 triệu đồng một sào một năm. Cái ưu điểm của cái dự án này, một, tức là người sản xuất được tiếp cận với cái cây trồng mới, khoa học kỹ thuật để áp dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa. Cái ưu điểm thứ hai là đầu ra trong quá trình sản xuất là được công ty thu mua. Đây là một mô hình khép kín có lợi cho cả người nông dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã. Sự liên kết này đã mang lại kết quả là giá vật tư rẻ hơn, chất lượng hơn so với bên ngoài và thu mua sản phẩm cũng ổn định hơn. Tuy nhiên vẫn còn cái khó cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp. Muốn mở rộng cái sản xuất của bà con nông dân, nhưng mình gặp cái khó khăn là khi muốn mở rộng được sản xuất thì mình phải có mặt bằng chế biến. Đấy, mình công ty là một công ty nhỏ nên là mình đang khó khăn về cái mặt bằng để chế biến. Nếu có mặt bằng chế biến thì mình sẽ phát triển nhân rộng nữa bà con nông dân, bởi vì cái đầu ra mình không lo rồi. Đấy, đầu ra có thể mình gấp 10 lần như thế đấy, mình vẫn cứ ra được. Hiện cả nước có khoảng 9.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó mới có 15% hợp tác xã thực hiện bao tiêu sản phẩm cho nông dân và hơn 30% hợp tác xã làm dịch vụ cung ứng đầu vào. Vì vậy, việc nhân rộng mô hình này ở các địa phương trên cả nước là điều cần thiết. Thì trước hết về phía nhà nước là cũng tiếp tục có cái chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho việc triển khai mở rộng mô hình, cái phần kinh phí để hỗ trợ cho bà con nông dân cũng như cho các hợp tác xã được nhiều hơn. Thứ hai là cái về phía nhà nước chỉ đạo là cái thời gian để triển khai các mô hình thí điểm cũng nên có cái thời gian độ dài nó phù hợp. Thế còn về các chủ thể tham gia mô hình thì chúng tôi cho rằng làm tốt cái nội dung trách nhiệm của mình đã cam kết trong hợp đồng liên kết. Với những mục đích đặt ra như nâng cao nhận thức về cơ chế chính sách, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản, xây dựng mối liên kết giữa các thành viên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao năng suất hiệu quả kinh doanh, dự án thí điểm mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định. Người nông dân thứ nhất là được trang bị về cái kiến thức. Và kiến thức ở đây thì có kiến thức về canh tác, kiến thức về việc mà cái trách nhiệm cũng như là cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm cũng như là cái quyền lợi trong cái hợp tác, ký các thỏa thuận với các hộ nông dân cũng như là với các hợp tác xã. Thứ hai nữa là người nông dân được cung cấp về giống, về vật tư nông nghiệp và cả các cái trang thiết bị để làm tư liệu sản xuất nữa. Và cái nữa là đối với người nông dân cũng yên tâm được cái đầu ra cho sản phẩm của mình. Câu chuyện liên kết giữa bốn nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân đã được đề cập đến từ lâu. Dù mới chỉ là hiệu quả thí điểm, nhưng mô hình này đã bước đầu giúp nông dân yên tâm sản xuất, tăng thu nhập và quan trọng nhất là có yếu tố bảo đảm phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo kế hoạch, sáng ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tuyên án phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án sập mỏ đá Lèn Cờ xảy ra hồi tháng 4 năm 2011, làm 18 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, ngay sáng ngày xét xử thứ hai này, chủ tọa phiên tòa đã bất ngờ tuyên bố tạm hoãn phiên tòa để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra bổ sung. Trong ngày hôm qua và sáng nay, đông đảo người dân và các cơ quan chức năng liên quan trong tỉnh Nghệ An đã có mặt tại phiên tòa để nghe xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng đối với Phan Công Chín, sinh năm 1964, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chín Mến là chủ mỏ đá Lèn Cờ. Sáng 1 tháng 4 năm 2011, tại núi Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành đã xảy ra vụ sập mỏ đá nghiêm trọng làm 18 công nhân thiệt mạng trong lúc đang làm việc dưới chân núi và 6 người khác bị thương. Sau vụ tai nạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An đã khởi tố bắt tạm giam chủ mỏ Phan Công Chín về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ việc này, còn có trách nhiệm của các cơ quan chức năng có trách nhiệm cấp phép và quản lý hoạt động khai thác của mỏ đá này. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị xử phạt Phan Công Chín từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.